Xin chào bà con đã cùng quay lại với kênh Nông Nghiệp Xanh. Hiện tại đã rơi vào những ngày cuối cùng của năm 2021 và chuẩn bị bắt đầu một năm mới 2022. Thì cũng như thường lệ hàng năm, Nông Nghiệp Xanh xin gửi đến những quý khách hàng thân thiết của Nông Nghiệp Xanh những món quà. Thì năm ngoái thì mình có gửi cho bà con đó là những cái bộ tách trà. Đây là hàng của năm ngoái. Còn năm nay, Thiên Phú xin gửi đến cho bà con quý khách hàng thân thiết là trung thành với những sản phẩm của công ty Nông Nghiệp Xanh, đó là một cái cuốn lịch. Đây, lịch này rất là lớn nha bà con. Năm nay thì mình gửi tặng cho bà con. Trên cái phần này á, thì mình có in cái dòng chữ là Nông Nghiệp Xanh HCM. HCM là Hồ Chí Minh bà con. Chuyên chia sẻ về kiến thức nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bón phân, cách khắc phục và phòng ngừa mầm bệnh trên cây trồng. Số điện thoại của mình đây 0948661669. Mình là Thiên Phú, có website và địa chỉ công ty. Thì một phần quà nho nhỏ gửi đến cho bà con nhân dịp năm mới. Thì cũng chúc bà con một năm mới tràn đầy năng lượng, dồi dào, và cùng nhau là chăm sóc cái mảnh vườn của bà con trở nên tốt đẹp và gặt hái những điều mà thành tựu to lớn. Cũng mong thì năm sau cái giá nông sản thì nó sẽ cải thiện cho bà con, và cái giá phân bón á, thì nó cũng giảm được cái phần nào. Thì trong video này á, mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái vấn đề nó mang tính thời sự. Thời sự ở đây á, là hiện tại thì bà con mình cũng biết là giá các dòng mà nguyên liệu nhập khẩu và giá phân bón trong nước nó tăng quá mạnh đi. Ví dụ như hiện tại là mình đang có những cái dòng mà NPK. Nông Nghiệp Xanh thì có rất nhiều dòng. Ví dụ như là 22, 18, 17, 5, 23, 15, 5, 25, 3 số cân bằng 18. Rất là nhiều dòng. Ở đây là mình cho bà con xem. Ở đây là một cái dòng NPK 17, 5, 23 Kali, Kali Sunfat bà con, Kali trắng. Ở đây là một dòng NPK tinh thể này. Tinh thể thì dòng này là dòng này dòng cao cấp rồi. Đó, bên này là dòng 20, 20, 15. Đây thì mình đem ra một số mẫu đây cho bà con xem thôi, điển hình như vậy thôi. Thì khi mà cái giá phân bón nó tăng cao như vậy thì mình lấy gì để thay những cái phân bón này để mà nó giảm chi phí cho bà con? Thì Nông Nghiệp Xanh cho ra đời đó một cái dòng là Kamac Amino. Mình ví dụ hiện tại này là một cái bao phân bón này nó có giá là 25 kg, thì nó có giá là 550.000, thì một ký của nó là rơi tầm 22.000 rồi. Thì khi bà con xài cái Kamac này này, Kamac này á, là cái dòng này là Nông Nghiệp Xanh vừa mới cho ra đời, thì nó đáp ứng được cái thời thế của bà con là giá phân bón nó quá cao đi, thì cái Kamac này có thể thay được cái các dòng NPK. Mình ví dụ ở thời điểm mà mình đang làm về bưởi da xanh đi, khi mà thời điểm bưởi da xanh nó bước qua giai đoạn mà tháng thứ 3 trở về sau đến khi thu hoạch thì bà con mình có thể xài, hoặc là thời điểm mà bà con mình làm bông. Thì về công dụng của Kamac á, thì về cái xô này á là cái xô 10 kg, dạng là dạng gel. Hàng này là hàng nhập khẩu và thành phần rất là cao. Ở cái thành phần của Kamac này á, mình xin nói sơ qua thứ nhất là về thành phần, công dụng, giá bán và bà con mình cách mình xài. Thứ nhất là về thành phần. Ở đây á là kali của nó là kali ở dạng hữu hiệu nha bà con. Bà con mình biết đó là cái thành phần mà cái thành phần thực tế á, còn cái thành phần đăng ký này chỉ là một phần thôi, một phần nhỏ thôi, nó không đáng kể. Còn thành phần mà thực tế á, của nó kali á, là nó lên đến là 30,2%. Đó là dòng kali hữu hiệu. Thứ hai nữa là về thành phần của amino acid, còn gọi là acid amin á, thì nó là 20,6%. Và thành phần lớn nữa đó là một thành phần chất hữu cơ. Chất hữu cơ là 35,5%. Rồi về thành phần mà đa trung vi lượng á, thì ngoài cái thành phần là kali cao thì nó có một thành phần là đạm tổng số và cái đạm hữu cơ là nó 4%. Đó là thành phần chính, thành phần thực tế của Kamac Amino. Thì mình đã phối trộn cái nguyên liệu này là nguyên liệu mà dùng cho thực phẩm con người á. Như vậy thì nó rất an toàn cho cây trồng và tốt cho đất, và nó sẽ tốt cho cây. Về công dụng của Kamac Amino á, thì nó xuyên suốt cái thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng bà con mình đều xài được. Thứ nhất là về thời kỳ mà sinh sản, thì khi mà cái hoa của bà con ra nó sẽ giúp dài cuống hoa này, mập bông và tăng khả năng đậu trái, chống rụng bông, tại vì nó có thành phần nó làm dai cuống. Thứ hai nữa là về cái thời kỳ mà nuôi trái, khi mà bưởi da xanh nó to, thời kỳ bắt đầu từ tháng thứ 3 trở về
về sau á, thì nó giúp cái trái mình nó sẽ mỏng vỏ này, nặng ký, lên màu đẹp, ngọt trái và mỏng nước hơn. Cái thành phần kali cao á, thì giúp cái trái mình nó sẽ mỏng nước hơn bà con, và ngọt trái hơn. Đối với thời kỳ sinh trưởng á, thì khi đó sẽ giúp cái cây trồng mình nó phát triển cái cành dự trữ và nó tăng cái sức đề kháng cây trồng đi, tăng sức chống chịu với sâu bệnh và phòng chống tốt với các bệnh thường gặp. Ví dụ như là đa số kali á, thì nó chống được cái tình trạng rễ loét này, thối rễ này, giúp cái cây mình nó cứng cây hơn. Kết hợp với cái dòng sản phẩm thì bà con mình sẽ tăng cái khả năng đậu trái và giảm cái tỷ lệ mà rụng bông và trái non ở thời điểm mà ra hoa. Thì xài rất tốt cho các cây có múi của thành phần kali. Kali là kali organic, kali hữu cơ, thì xài rất là an toàn, tốt cho đất. Mình xài cái kali này á, cái dòng K-Max Amino này á, thì nó sẽ, thứ nhất á, thì cái đất mình á, nó sẽ khó tình trạng bị thoái hóa so với bà con mình xài các dòng mà kali vô cơ. Ví dụ như bà con mình xài những dòng mà kali NPK ở dạng mà cái gốc mà gốc clo á, thì nó rất là độc. Sau này cái đất mình nó sẽ thoái hóa dần dần đi, cái đất mình nó sẽ gọi là bị chai đi, so với việc bà con mình xài các dòng mà kali mà nó gắn với cái gốc hữu cơ. Thì nó an toàn, nó tơi xốp đất. Khi bà con mình xài kali á, nhưng cái cỏ vẫn mọc nha bà con. Mình không phải triệt tiêu cỏ đi, cỏ vẫn mọc bình thường. Đó là những cái công dụng tuyệt vời của cái dòng K-Max Amino này. Rồi, thứ nhất là về mình đã nói đến chuyện mà thành phần rồi. Thứ hai là công dụng. Và thứ ba là cái giá. Hiện tại là mình ví dụ trên bưởi da xanh. Một cây bưởi da xanh trong thời kỳ mà nuôi trái, thì trung bình á, theo quy trình chuẩn á, thì một tháng bà con mình cho nó bón cho nó NPK một lần. Ví dụ một cây 50 trái, neo từ 50 trái đến 60 trái, thì bà con mình bón cho nó 1 ký NPK. Ví dụ là đang nuôi trái truyền đi, thì sẽ bón một dòng là lân thấp và kali cao 17-53, ở đây kali xuân phát, kali trắng á. Thì nó có giá 1 ký, nó có giá là tầm 22.000 cho một cây một tháng. Đó, thì hiện tại bón NPK là 22.000 cho một tháng một cây. Và khi bà con mình xài ca mắc, cái xô này là 10 kg mà dạng keo, 10 kg mà dạng keo nhé bà con. Thì 1 kg bà con mình có thể pha cho 1.000 lít, có nghĩa là một cái thùng này là được 10.000 lít. Bà con mình tưới cho mình á, là một cây từ 30-40 lít tùy tình trạng mà cây neo trái nhiều hay ít. Ví dụ mình tưới cho một cây á là 30 lít, vị chi chi phí một cây là chỉ 5.000 thôi. Bên này là chi phí là 5.000 cho một cây một tháng bà con mình tưới. Bên này là 22.000 cho một tháng bà con mình bón. Thì bà con mình tính ra cái chi phí thì nó tiết kiệm gấp 4 lần so với mình bón NPK, và nó hiệu quả hơn. Cái dòng mà thứ nhất là về kali organic, nó khác với kali đỏ, kali clorua và kali sunfat, thì nó hấp thu nhanh hơn, nó đỡ tình trạng nó thất thoát ra khỏi môi trường bên ngoài. So với việc mà bà con mình bón NPK thì tránh trường hợp nó sẽ bay hơi và thất thoát, thì nó là sẽ mà bà con mình là gây cái tình trạng lãng phí đi. Đó. Thứ hai nữa là về thành phần, khi bà con mình xài cái kali organic này á, thì cái cây mình nó sẽ bền hơn, nó dễ hấp thu, nó bền hơn. Cái đất mình nó sẽ không bị thoái hóa theo thời gian so bà con mình xài cái vô cơ quá nhiều đi. Đó là những cái công dụng tuyệt vời của cái K-Max Amino này. Một cái dòng nhập khẩu mà cái nguồn chính là thực phẩm mà cho con người á, thì nó rất an toàn. Và đặc biệt là nó dạng gel. Và ở cái thành phần mà kali hữu hiệu rất là cao, kali hữu cơ, chất hữu cơ rất là cao, bà con mình xài rất là hiệu quả. Đó, hiện tại thì mình về rất nhiều với bà con. Thì năm rồi á, những vườn mà theo quy trình thân thiết của nông nghiệp xanh á, thì mình đã tặng cho bà con là cái bộ tách trà này. Đó, những vườn mà thân thiết nha bà con. Chứ mình về đợt này mình về là 200 bộ này. Còn mình nói cái chuyện mà mình tặng á, ví dụ là bên mình á, với cái khách hàng bà con đặt hàng mình á, mình lọc ra khách hàng trong vòng 1 năm á, hiện tại thì nó 2.000 mấy lần. Nhưng mà tặng á, thì cũng tặng số lượng có hạn đấy bà con. Mình sẽ lọc ra những khách hàng nào thuộc dạng là thân thiết và đặt hàng thường xuyên cho bà con, thì mình sẽ tặng, gửi đến những cái phần quà này. Cũng mong bà con hoan hỷ và nhận giùm mình. Đây là cái món quà mang cái giá trị gọi là tinh thần của công ty thôi. Bà con mình có thể treo ở vườn hoặc là nhà khi mà anh em bạn bè Tết đến. Nói mình đã xài bên nông nghiệp xanh này, là của anh này này. Đó, thì rất là vui, mình rất là vui khi mà đến vườn bà con mình thấy cái chữ nông nghiệp xanh treo ở trang trại hoặc là nhà vườn. Rồi, thì cũng mong bà con một năm mới an khang thịnh vượng, phúc lộc dồi dào, vạn sự như ý.
Thiên Phú xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.